Chào cả nhà, xin chào tất cả các bạn. Cả nhà ơi, cả nhà có khỏe không nè? Con với lại cả nhà con đều rất là khỏe luôn. Và cả nhà con thì chỉ ở nhà thôi à, không có đi đâu hết trơn á, nên là cũng hơi buồn chút xíu. Nên là ngày hôm nay con sẽ ngồi ở đây và hát cho cả nhà nghe một bài nha. Đó, cái bài này nếu mà cả nhà theo dõi con từ lúc 3-4 năm trước á, thì cả nhà sẽ biết lúc mà con có một cái live show với Cần Thơ, cả nhà thì con đã hát cái bài này rồi. Thì bài này con hát chung với các anh chị khiếm thính đó cả nhà. Đó là bài Đứa Bé. Nên là ngày hôm nay con sẽ hát bài Đứa Bé gửi tặng cho cả nhà nha. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt ngoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cân đối từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ. Vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ.
ơi, vậy là con đã cover xong mọi đứa bé gửi tặng cho cả nhà đây nè. Nếu mà cả nhà thích con hát bài gì thì cả nhà hãy comment phía dưới để con biết, và con sẽ hát tặng cho cả nhà nha. Và cuối cùng là nếu cả nhà thích video lần này thì cả nhà đừng quên để cho con một nút like và subscribe kênh Nguyễn Lê Hiền Trân Official nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye.